Nhờ chủ động trong công tác, sự phối hợp đồng bộ với các ngành và chính quyền địa phương, trong thời gian qua, Công an huyện Đơn Dương đã tăng cường các giải pháp trong tuần tra kiểm soát, đặc biệt trong tháng cao điểm về phòng chống đua xe trái phép. Các lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Qua đó đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn. Toàn bộ phương tiện xe máy này vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Đơn Dương bắt giữ trong đợt ra quân tháng cao điểm mới đây. Không biển kiểm soát, tự ý thay đổi kết cấu của xe. Nếu lực lượng chức năng không kịp thời ngăn chặn thì hậu quả sẽ rất khó lường khi các phương tiện này tham gia giao thông. Các loại xe mà thanh thiếu niên tự chế độ, không gắn biển số, thay đổi cái kết cấu hình dáng của xe và đặc tính của xe thì xảy ra một số trường hợp chung trên của toàn tỉnh cũng như ở địa phương là bây giờ thanh thiếu niên tụ tập cổ vũ cái hành vi đua xe. Đây là hành vi rất là nguy hiểm. Trong khi đó là chưa đủ điều kiện về cái quy định về giấy phép lái xe này, về các giấy tờ có liên quan. Không chỉ điều khiển phương tiện xe máy chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, có trường hợp khi bị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra thì vẫn đang trong tình trạng sử dụng rượu bia quá nồng độ quy định, không kiểm soát được bản thân. Trường hợp này qua kiểm tra chúng tôi phát hiện là có sử dụng rượu bia, là phát hiện có nồng độ cồn ấy, nhưng mà người vi phạm là người điều khiển phương tiện không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của anh em tuần tra. Hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn là 2,5 triệu và giữ xe trong vòng 7 ngày. Nhờ tăng cường các giải pháp chặt chẽ, sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng chức năng và tinh thần cảnh giác của toàn dân, chỉ chưa đầy một tháng ra quân tuần tra kiểm soát, Công an huyện Đơn Dương đã lập biên bản trên 70 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ hơn 30 xe mô tô, trong đó có trên 80% là phương tiện phân khối lớn. Hầu hết các chủ phương tiện là thiếu niên, sử dụng xe mô tô không có giấy phép lái xe, xe không biển số, tự ý thay đổi kết cấu xe, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Theo lực lượng chức năng, vấn đề lo ngại nhất hiện nay đó là thực trạng thanh niên chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện xe máy chạy lạng lách, quá tốc độ chiếm khá lớn. Vì vậy, trong thời gian tới, bên cạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp trong xử lý các phương tiện tham gia giao thông, thì vấn đề ngăn ngừa xử lý nghiêm với các trường hợp điều khiển xe mô tô sai quy định và vi phạm giao thông đường bộ sẽ được Công an huyện Đông Dương chú trọng. Hiện nay thực hiện Công an huyện cũng đã vẫn tiếp tục duy trì cái tổ liên lực lượng, đặc biệt đối với lực lượng cảnh sát giao thông thì vẫn tiếp tục phối hợp với các cái tổ liên lực lượng để tiếp tục duy trì cái công tác này, và cái mục tiêu cao nhất của trong cái kế hoạch đề ra là tiếp tục đảm bảo cái an ninh chính trị, và đặc biệt là trong cái thời gian diễn ra cái đại hội đảng bộ các cấp. Trong quý 1 năm 2015, trên địa bàn huyện Đơn Dương không có một tai nạn nghiêm trọng nào xảy ra. Đây là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới, bên cạnh trách nhiệm của lực lượng công an, thì sự chung sức của các ngành, chính quyền địa phương và toàn dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, chấp hành và thực hiện luật giao thông đường bộ.